là một chương trình khuyến mại đặc biệt để gửi tới các bác nhà mình làm vườn. Hôm nay em sẽ test thử dòng cưa lọng Nhật. Và đây là một cái mẫu cưa mà nhà em vừa mới đăng tải đã hết ngay. Với mẫu cưa lọng Nhật thì em sẽ đưa thật gần cho các bác nhà mình xem về chất lượng của nó nhé. Một chiếc cưa bén các bác khi cưa nó sẽ không bị chảy ra. Không bao giờ bị chảy ra này các bác nhé. Cưa rất chi là ngon. Đấy và với những cái miếng gỗ cưa này, các bác nhìn nó phải mịn như này Không chảy xước một tí nào Thì đây mới là một chiếc cưa tốt nha các bác nhá Đấy Và một chiếc cưa nhỏ như này nha các bác có thể cưa được cành to Cực kỳ là dễ dàng Đây là cành khô nha các bác nhá Đấy và em đã test xong với chiếc cưa lọng nhật này rồi Hôm nay thì em cũng sẽ có ba chục cái như này Bác nào liên hệ ngay thì sẽ có cái giá là 100.000 trên một cưa 100.000 trên một chiếc cưa lọng nhật này các bác nhé Các bác vừa mới xem em test thử đấy ạ Đấy và hôm nay thì sẽ có hàng trăm sản phẩm đang muốn khuyến mại siêu dập sàn để gửi tới các bác nhà mình. Đấy đầu tiên thì với một đôi kéo mà mua một sẽ tặng theo cho các bác một cái. Đây là con kéo Kabushi, em sẽ test thử luôn để cho các bác thì mình được xem với cái độ sắc bén của nó. Đây nha các bác nhá. Đây là một con kéo Kabushi này, dòng Kabushi tới từ Nhật Bản. Và với một cái phần quà tặng các bác hôm nay đó là một cây kéo tỉa Japan. Đây là cây kéo tỉa muốn tặng các bác này. Cây kéo tỉa này thì nó sẽ có chế độ chống trượt. Khi các bác cắt cành không bao giờ bị trượt nhá. Đây, ví dụ như tỉa cành như này. Những chiếc kéo khác bình thường thì cắt nó bị trượt nhưng chiếc kéo này cắt cái bắt ăn luôn. Đây là một cây kéo tỉa em tặng các bác. Đấy và cái giá của bộ kéo ngày hôm nay thì là bao nhiêu? Em sẽ test thử sau đó sẽ báo giá cho các bác để mình được biết nhá. Cắt toàn mấu cây thôi các bác này. Cắt một cách ngon lành luôn. Đây là một cái cành rất chi là to Các bác có thể sử dụng cắt dễ dàng Thì với một cây kéo này ngày hôm nay tặng cho các bác một cây kéo tỉa Giá của nó sẽ là 200 000 đồng Và em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc Đấy và tiếp tới hôm nay thì một bộ kéo nữa là bộ kéo Offen Cái này rất chi là nổi tiếng nhá Em bán nhiều rồi sẽ gửi tới các bác cái cây bộ kéo này gồm có hai cây Giá sẽ là 120.000 Là gồm có hai cây Em sẽ test thử cho các bác để mình xem cây kéo này nhá Đây là cây kéo em đang muốn test thử các bác Cây kéo này là cây kéo dùng rồi này các bác này Các bác nhìn nó Với một cái độ sắc bén như này Test thử cắt cành to luôn nha các bác nhé Đấy Cực kỳ là dễ Các bác mà làm hoa hồng mà chơi với cái mức độ bình thường thì Các bác sử dụng con offen này Với một đôi kéo ngày hôm nay chỉ có 120 nghìn Đấy và tiếp tục là tới Dao ghép nha các bác nhé Đây là con dao ghép này con dao ghép này thường là các bác sẽ phải mua tới 180 000 một con. Thì hôm nay em Thảo sẽ hạ giá khuyến mại từ các bác là 100 000 trên một con. Dòng dao gấp được của Max Japan tay gỗ. Đây này các bác này. Tay gỗ nhá, rất chi là sắc bén. Đấy và với những cái bộ sản phẩm ngày hôm nay thì sẽ có bộ M1, M2, M3 là những cái bộ khuyến mại sâu nhất thì các bác cứ xem lần lượt tới từng mẫu một em sẽ báo giá. Đấy và bây giờ thì em sẽ đưa về cái đôi kéo V9 đây các bác này, kéo V9, kéo V9 này thì là một cái cây kéo mà em bán quá nhiều uh, Một uh, cây kéo V9 này tặng cho các bác một cái lò xo, đấy và tặng theo cho các bác một cây kéo tỉa như này Đấy thì bộ đôi này ngày hôm nay giá sẽ là 150.000 Đấy và cái phần đặc biệt em gửi cho các bác là nó phải toàn bộ là thép hoàn toàn Để các bác nhà mình cắt không bao giờ nó gãy, lò xo thì là lò xo kép Thì em sẽ test thử con kéo V9 cho các bác nhé với nếu mà riêng V9 thì phải test cánh to như này Để các bác nhìn mình được biết với cái độ sắc của nó Như thế nào Đây là con V9 Một cái dòng kéo mà một ngày em bán cả trăm bộ cả nghìn bộ Mà chưa bác nào chê với cái bộ kéo như này Tặng thêm nó soi này các bác nhé Chỉ có 150 nghìn thôi Đấy và bây giờ thì em sẽ tiếp tục đi về cái bộ cưa Trên này Đấy bộ kéo này đi Bộ kéo này thì thường là đợt trước em giới thiệu với các bác là bộ 3301 đây trước đó là 250 000 cho một bộ. Đấy và hôm nay thì em sẽ gửi cho các bác với cái giá sẽ là 200 000 Mua một cây kéo cắt tặng cho các bác một cây kéo tỉa và tặng thêm một cái lò xo như thế này. Cái con kéo này các bác hay gọi là con kéo tay lỉ đen là con kéo 3301 nhé. Cái mã của nó là 3301 ở con kéo tay lỉ đen này. Chữ chìm rất chi là đẹp. Đấy. Mở ra luôn cho các bác để mình xem. Đây. Chất như thế này. 200 000 đấy các bác nhé. Biện phí ship. Đấy và tới bộ dao ghép thì ngày hôm nay em sẽ có hai loại để cho các bác thì mình lựa chọn. Đây là hai con dao ghép thì một con này ăn má phải, một con này là ăn má trái của dòng dao Japan. Đấy, con này giá chỉ có 150 000 nghìn cho một con thôi. Nhưng mà cái dòng này siêu sắc bén luôn các bác ạ, dùng để ghép cây hết năm này qua năm khác thoải mái luôn. Cực kỳ là bén. Đấy và tới một cái bộ kéo nữa mà em muốn đưa tới các bác rất nhiều đó là bộ kéo đúc. Bộ kéo đúc đen. Đây là các bác này, đây là một bộ kéo đúc đen. Bộ kéo đúc đen này ngày hôm nay sẽ gồm có hai cây, một cây cắt và một cây tỉa. Cái tỉa là cây tỉa bướm nha các bác nhé Cây tỉa bướm gọi là cây kéo thép đúc. Thì uh, em cũng nói luôn cái bộ này thường người bác mua một cây này đã là 250 rồi, một cây này là 200 là 450. Thì ngày hôm nay em sẽ gửi tới các bác với cái giá sẽ là 350 000 trên một đôi và sẽ miễn phí ship trên toàn quốc của dòng kéo Mex Cái phần uh, tay của nó thủ công nó không được đẹp đâu các bác nhé nhưng mà cực kỳ là chất luôn đấy các bác ạ à. Sắc bén lắm Đây Một bộ gồm hai cây như thế này 350 nghìn Đấy và tiếp tục là tới dòng cưa Đài Loan nhập khẩu dòng cưa gấp Dòng cưa gấp này thì hôm nay thì em sẽ có cưa 21cm Đây là cưa 21cm Con này thì em cũng test thử rất chi là nhiều rồi Đấy và đặc biệt ở video ngày hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác con 21cm này Thì giá sẽ là 250 nghìn miễn phí ship và nếu như các bác mà muốn con mua con ngắn hơn thì là con uh, 17 cm. Đây là con 17 cm các bác nhé Đấy. Nó có một cái vỏ hộp rất chi là đẹp như này. Đây. Giá của nó con này thì em sẽ đưa tới các bác với cái giá sẽ là 220 000 nghìn Con 17 cm. Đấy tùy thuộc cho các bác chọn và mua một con này em đã miễn phí ship rồi nhá. Và một cái phần quà nữa để gửi tới toàn thể các bác nhà mình yêu cây, đó là một con cưa bông lúa có vỏ bọc để bảo vệ cưa sử dụng xong các bác cất vào như thế này này đấy nó có cả cái khuy đai để các bác thì mình đeo ngang người này con cưa này thì cực chất rồi con cưa này thì em gửi cho các bác nhiều lắm các bác em bỏ phần lưỡi ra đây bỏ mạnh ra thì các bác cần cưa để các bác gài cái này vào cái lẫy này nhá đây gài vào lẫy này đấy và các bác đóng cái phần này vào con cưa bông lúa này các bác nhìn cái chất thép và cái lưỡi của nó xanh như thế này lưỡi đều răng cưa được trắng uh, tráng hợp kim và con này thì ngày hôm nay thì em sẽ với cái giảm giá đặc biệt cho các bác thì giá của nó sẽ là 130 000 Trên một con cưa Mix Japan có vỏ như thế này. Để các bác như mình bảo vệ cưa nhá. Cái này thì các bác làm cây cảnh nhá. Thì các bác lên chọn luôn, giá vừa rẻ vừa tốt. Đấy và tới bộ cưa gỗ hương. Thì đây là bộ cưa gỗ hương gồm có 3 cây. Cái này thì nó cũng là hàng thủ công đặc biệt. Thì với cái thép này thì có những bác ở trong miền Nam mua nhà em có mà phải đến mấy chục bộ rồi cái chất thép này chất thép không han dỉ nữa các bác nhá mà cái thép của nó nhiều bác thích cái lưỡi thép dày dày ấy thì các bác lựa chọn cái bộ này bộ này thì có con 15 cm con 20 cm và con 23 thì con 15 cm này nó đang là 150 nghìn con 20 cm này thì nó đang là 200 và con 23 cm này giá của nó sẽ là 300 trên một con đấy các bác uh, sử dụng xong hãy gấp vào gọn như thế này, này cực kỳ là gọn nhá đây bộ cưa này gọi là bộ cưa tay gỗ hương đấy các bác ạ cực kỳ là chuẩn nhá. Đấy và tiếp tục thì em sẽ đưa tới các bác một đôi kéo Asaki. Asaki Japan tay lỉ đen gồm có một cây cắt và một cây tỉa này các bác này. Đấy, đây là cây cắt nhá. Còn đây là cây tỉa. Và bộ đôi này thì thường là 400, ngày hôm nay em sẽ giảm giá là còn 250 000 trên một bộ. Chế độ tự mài rất chi là sắc nét luôn. Và với cái dòng kéo này, cái lò xo này không có cái lò xo là mạnh được bằng cái con kéo này. Tất cả tay của là tay đúc toàn bộ và lò xo và nó sẽ có gài ở trong này nhá. Đấy rất nhiều bác thích cái gài ở giữa này bởi vì gài trong giữa này nó sẽ không bị uh, bấm vào tay. Đấy, đôi này 250.000đ em miễn phí ship trên toàn quốc. Và tới uh, đôi kéo bãi này hôm nay thì uh, uh, em sẽ đưa tới các bác với cái giá thấp nhất nhá. Ngày hôm nay em sẽ khuyến mại cho các bác là 300 000 trên một đôi. Bình thường là 400, ngày hôm nay sẽ là 300 000 Bộ kéo uh, 3 chấm, tay ốp gỗ và gọi là 3 chấm và lò xo đặc biệt Lò xo này không bao giờ nhãn Đấy và bây giờ em sẽ đi tới những cái bộ khuyến mại bên trên kia Em sẽ đưa tới các bác một cái bộ dụng cụ Và hôm nay thì sẽ có rất nhiều đồ nhật ở đằng bên này Một chút nữa em sẽ chi tiết để các bác nhà mình được xem Đấy em sẽ đưa tới các bác bộ khuyến mại trên này gồm những gì nhá À đây có mấy lọ kích dễ đây Đưa tới các bác luôn nếu như các bác mà cần Kích dễ của Nhật Bản hàng nhập khẩu luôn à Với một chai kích dễ này thì giá của nó sẽ là 50 50.000 trên một lọ kích rễ của Nhật Bản này nha các bác nhé Đấy. Còn ví dụ cái lọ của Mỹ này nó là 20.000 một lọ Nếu như làm cây thì chắc chắn là các bác sẽ cần Đấy và đi về phía trên này Hôm nay là sẽ có bộ M1 cho tới M8 Những cái bộ là sản phẩm này thì siêu là khuyến mại luôn Mà là bán nhiều nhất luôn Bởi vì nó là những cái bộ sản phẩm gộp tổng hợp Và giá của nó rất chi là rẻ Đấy đầu tiên là em sẽ đi về mã M1 đầu tiên để các bác nhà mình được xem nhé M1 này Bộ M1 đầu tiên của nhà em với giá là 220.000 Nó gồm một đôi kéo V9 như em vừa mới test thử vừa lấy đây các bác ạ Đôi kéo V9 này thì sẽ được tặng theo lò xo nhé các bác nhé Một đôi V9 và kết hợp theo một cây cưa cá mập à, Cưa cành cực kỳ là ngon Đây các bác nhìn đây đây là con cưa cá mập. Đấy. Một bộ M1 này giá sẽ là 220 nghìn. Em miễn phí ship luôn. 220 nghìn bộ M1. Đấy và tiếp tới là tới bộ M2 thì sẽ gồm có những 4 sản phẩm. 4 sản phẩm thì ngày hôm nay thì nó sẽ được một con cưa lọc Mixapan. À, đấy. Con cưa lọc này thì... À, à, đợt sau là sẽ đổi bằng con tay gỗ nhé Con tay gỗ đẹp hơn bởi vì rất nhiều bác thích con cưa lọng tay gỗ Con này cưa cành như con cưa nhật vừa lấy luôn Đấy, một kéo tỉa Một kéo offen Và một dao Tổng của cái bộ này ngày hôm nay sẽ là 250 nghìn 250 nghìn nha các bác nhé Gọi là bộ M2 Và tất cả sản phẩm mình sẽ có tên em Thảo ở đây hết này Đấy, và tới bộ M3 Bộ M3 hôm nay thì sẽ là một đôi kéo V9 Đôi kéo V9 cực chất cách cành cắt cành to đùng luôn các bác ạ. Đây. Cộng một cái cưa, một cái cưa này một cưa để còn tặng theo một lưỡi nữa nha các bác nhé Đấy, con cưa này con cưa mix Japan, tay vàng. Cưa rất chỉ là êm. Đấy và với bộ này thì em đang đưa từ các bác với cái giá sẽ là 220 000 nghìn Đấy các bác gọi là bộ M3 nhé bộ mã M3. Đấy và tiếp tục là tới bộ mã M4. M4 thì hôm nay em sẽ có một con kéo cộng lực ở lưỡi đen của Max Japan Tay rất chi là êm cầm con này nhẹ Chưa có muốn kéo nào nhẹ như thế này Thì với cái bộ M4 này của nhà em Ngày hôm nay em sẽ đưa tới các bác Với cái giá sẽ là 180.000 Mua một kéo cắt Tặng cho các bác một cây kéo tỉa Bộ M4 nha các bác nhé Mua một cây kéo tặng một cây kéo tỉa này Đấy và tiếp tới là tới bộ M5 đi M5 này đây M5 thì em, đưa, em sẽ đưa vào M7 và M8 Trước xong đó đến M5 nhé Đấy M7 và M8 này bộ M7 này thì sẽ gồm có 3 sản phẩm giá sẽ là 200 000 đó là một con cưa lọng Nhật. Một con cưa lọng Nhật bãi luôn các bác ạ. Đấy em vừa mới cắt cho các bác xem đấy. Và một uh, con kéo tỉa và một con kéo off fan thì một bộ ba này giá rẻ nhất sẽ là 200 000 Em miễn phí ship các bác luôn. 200 000 nha các bác nhé. Đấy và cuối cùng là bộ uh, M8 bộ M8 này thì uh, nó gồm có 4 sản phẩm cơ các bác ạ. Bốn sản phẩm của nó thì đây là trong này một cây kéo 24 này. Cây kéo này cây kéo tỉa 24. Đây là cây kéo tỉa 24 mà em cũng đã tỉa cành cho các bác xem rồi. Một cây kéo tỉa 24, một con dao, một <laughs> cưa, cá mập, một kéo. Bộ M8 này thì đủ bộ là sẽ là 300 000 em thấy các bác mua nhiều quá em làm bộ M8 như này để các bác mình lựa chọn qua cái mã sản phẩm mã của đơn vị em thảo. Đấy và tới bộ uh, M6 M5 nhá. M6 và M5 đây. M6 M5 thì nó là truyền thống từ trước đến nay em bán rất chi là nhiều rồi. Đấy, bộ này thì uh, mua hai cây. Có nghĩa một cây 30 cm và một cây 35 cm. Một cây là 30 một cây 35 nó là, là 300 rồi. Em sẽ tặng cho các bác thêm một cây kéo tỉa 24. Thì trong cái công việc làm vườn của các bác thì em thấy các bác sử dụng nhiều lắm. Có bác làm vườn mua cả chục bộ này luôn. Mua hộ của các bạn, các bác, các anh em nữa. Đấy và tới bộ M6. Bộ M6 này thì bộ hộp xanh này sẽ là dòng kéo cao cấp nha các bác nhé. Đấy gồm một cây kéo 30 thì cái hộp này bác mua một hộp đã là 200 này. Con này 150 này. Bao ship này. Thì nó sẽ là 350 tặng cho các bác một cây kéo tỉa 24. Thì bộ này gọi là bộ M6 nha các bác nhé. Đấy thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác 8 mã sản phẩm. Đấy và tiếp tục là tới những cái bộ đục uh, bộ dao của bên đơn vị em. Dao, cạp. Hôm nay đặc biệt là em sẽ về cạp ruga nha các bác nhé. Cưa top, cạp ruga rất chi là nhiều. Đây là cạp này. Cạp thì em sẽ đưa tới các bác đầu tiên là cái mã cạp nhà em không có vỏ. Cái cạp này giá rất chi là thấp và lại chất lượng. Với một đôi cạp này nó sẽ là 300 000 đồng cho một cái nha các bác nhé. Tên thương hiệu của nó đây. Để tên thương hiệu lên như này để các bác thì mình biết này. Con này rất chi là chắc chắn luôn. Đấy, bởi vì cái vỏ của nó chỉ là cái giấy bóng thôi. Đấy, cho nên là nó sẽ là 300 ngàn một chiếc. Đấy, và bộ này. Bộ này thì nó sẽ là 350 nghìn trên một chiếc nha các bác nhé. Tròn chéo, cắt dây, bổ 350 nghìn một cái. Các bác chọn cây nào cũng được. Riêng hai cây này nó sẽ rẻ hơn một chút nhé. hai cây này là 300 một cây. Còn hai cây này thì sẽ là 350 nghìn trên một cây. Một tròn, một chéo. Loại chất lượng. Đấy, còn nếu như các bác mà muốn sử dụng một cây cạp đa lăng mà dùng được cả tay trái cả tay phải đấy để... à có nghĩa là dùng được cả tròn cả chéo có nghĩa là các bác có thể vừa tạo sẹo vừa cắt cành được con này cực kỳ là ok nhá các bác nhá đấy thì con này nó đang vào là 450 nghìn trên một con em miễn phí ship tới bộ dao đây là một con dao mỹ em muốn khuyến mại đặc biệt tới các bác cái chương trình ngày hôm nay con dao mỹ 246 chốt của usa con này em sẽ đưa tới các bác với cái giá sẽ là 100 000 đồng trên một con do Mỹ USA đây. Đấy còn con móc khóa này. Con móc khóa của Đức này. Con nhọn nhỏ này. Giá của nó sẽ là 100 000 đồng trên một con. Đấy và với cái dòng dao này thì đơn vị em sẽ nhận gửi và ship trên 63 tỉnh thành của đất nước. Đấy và bác nào mà khi xem được cái video này của em thì các bác đã tìm được một đại lý dụng cụ lông nghiệp với hàng nghìn những cái sản phẩm khác nhau thì ngày nào em cũng đăng tải. để các bác nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để ngày nào em sẽ đưa tới các bác những cái sản phẩm hay nhá kia là bộ sẻng công binh một chút nữa em sẽ đi về bộ sẻng công binh để đưa hết về bộ cạp để cho các bác thì mình xem đã cặp trắng này cặp trắng này đang là 900 ngày hôm nay em sẽ giảm giá là còn 800 nghìn có nghĩa là hai cây là 800 nghìn và 400 nghìn một cây đấy một cây tròn và một cây chéo và tất cả cái bàn cạp ngày hôm nay em đưa tới các bác là dài 20 cm nha các bác nhá 20 21 cm đấy và tới đôi kéo Japan của hàng kéo thép đúc chuẩn xịn nhất này. Đấy nó đang là 650 thì ngày hôm nay em sẽ giảm giá là còn 550 000 trên hai cây. Miễn phí ship trên toàn quốc. Con này thì rất nhiều bác săn lùng nhá bởi vì nó là hàng thủ công rất ít có các bác ạ. Đấy cho nên là giá của nó thấp này các bác mua luôn. Nó là một đôi kéo cắt dành cho các bác thì mình làm cây cảnh đấy ạ. Thì các bác lên chọn. Đấy và tới uh, cư, top nhá, cưa top Đài Loan nhập khẩu đây. Top Đài Loan nhập khẩu em bán cả lưỡi rồi. Đợt này giá của nó đang là 300 000 trên một cây. Đã, đã giảm giá rồi đấy các bác ạ giảm giá được mấy chục nghìn nữa đấy dòng loại một luôn còn nếu như loại hai của nó thì chỉ một trăm ba một cây thôi đấy và tới con cưa gấp của ba tư con này là con đẳng cấp nhá con này em không đăng tải đâu nhưng mà ngày nào em bán mấy con con này cái thép của nó sẽ khác biệt hoàn toàn thì con này em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 350 000 con kéo à con cưa 24 cm của dòng cưa top hàng nhập. Đấy, và dao Mỹ, tiếp con dao Mỹ nữa. Con Mỹ dài USA này là 250 cho một con các bác nhé. Đấy và tới cặp ruga nào Cặp ruga thì lâu lắm hôm nay mới về được nhé Bởi vì nó hết hàng Cặp ruga này thì giá nó cao nhưng mà nó rất chất Các bác ạ, à, cực kỳ là chất luôn Khi các bác mua cặp thì sẽ tặng theo một cái bao da Để bảo vệ đằng sau này Đấy, đây là con cặp ruga Đấy, Các bác à... <laughs> Bỏ một con này cho các bác thì Mình xem cái thương hiệu của ruga nó như thế nào nhá Thương hiệu của ruga đây Đấy Cái thương hiệu của ruga nó sẽ khác những cái con khác này các bác nhé thì một con ruga cặp tròn này thì em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 800.000 trên một cây. Cây chéo cũng thế nhá, cây tròn cũng thế. Cây trắng là 800.000 trên một cây. Cặp ruga. Và tới con đen. Con đen này thì giá của nó sẽ là 700 ruga. Đấy mỗi một cây cặp thì sẽ tặng theo một cái bao da như thế này để bảo vệ cặp. Đấy và tới xẻng công binh đa lăng và tiếp sau là đến kéo nhật. Kéo nhật bao tay da vàng xịn Kéo xén Đấy và bên này thì tới bộ kéo bút đi nhé. Một chút nữa em sẽ quay về phía bên này. Đấy các bác xem lần lượt từng thứ một để lựa chọn. Đã tới với đại lý em thì em sẽ chi tiết từng mẫu để các bác nhà mình uh, được xem. Uh, sẻng công binh đa lăng. Sẻng công binh này thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác là 400 nghìn. Một sẻng nó sẽ có 10 chức lăng. Đấy đầu này đầu mở khóa này các bác. Ảp à, phá kính. Phá kính. Còn nó sẽ đi theo um, uh, dao, tô vít. Và trên phần lưỡi sẻng thì nó đã có phần cưa. Đấy và đất Akama nhé, đất Akama. Một bao 9 cân là 350 nghìn. Đấy, và đi về cái kéo tay bao da vàng. Kéo bao da vàng thì là một cái mẫu kéo em bán nhiều lắm. Con này các bác mua làm quà tặng lắm nhiều. Con kéo này đặc biệt khi các bác mua sẽ được tặng theo một cái lò xo so đấy nhé các bác nhé. Lò xo so là phần dưới này. Một tay em lại không mở được con kéo này rồi. Đấy, đây là con kéo bao tay da vàng hàng đẳng cấp nhất loại 1. Em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 450.000. là ngày hôm nay nó đã được giảm giá tới 100.000 rồi đấy các bác ạ. Trước là là 550.000. Các bác nhìn này. Thép đúc đen nhé. Đấy. Đẹp và chất như thế này. 450.000 trên một con. Sẽ được tặng theo lò xo đấy ạ. Đấy và nếu như các bác mà sử dụng con dao ghép truyền thống này nhé. Thì nó chỉ có 100.000 đồng trên một con thôi. 100.000 đồng. Đấy. Và kéo xén nhá Kéo xén này. Siêu nhẹ kéo xén tạo vòm tạo phẳng con này có độ cong rất chi là cong và có thêm một cái lưỡi kéo để cắt cành to nữa con này ngày hôm nay em sẽ đưa tới các bác là 260 nghìn đã giảm giá 140 nghìn đấy các bác trước là 400 đấy đấy và tiếp tục tới cái bộ sản phẩm này nhá thì sẽ còn giao nhật là cuối cùng các bác hãy đón xem giao nhật nhá giao ghép nhật chuẩn xịn đấy đây là bộ kéo bút đi là dòng kéo thương hiệu nổi tiếng của Đài Loan hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác ba loại kéo bút đi Kéo bút đi thì các bác này, đây. đây là con bút đi uh, tay đỏ, táo đỏ, gọi là bút đi táo đỏ. Con chuẩn xịn đẹp đây. Đấy, con bút đi này là 250.000 cho một con đấy các bác nhé, miễn phí ship. Gọi là con bút đi 305. Còn con bút đi uh, loại uh, cao cấp uh, BD013 này thì nó là 480.000. Còn một cái con bút đi mà được các bác chuộng nhiều nhất lưỡi đen đó là con này, con này đặc biệt. Cắt xương nắm các bác ạ, tay vào Con này giá của nó đang là 250.000 trên một con Bộ kéo ngày hôm nay đây là bộ kéo bút đi nhé Thành nhập khẩu Đấy, và con A7 Con A7 này thì Đợt này không biết nó về giá bao nhiêu đâu Con này giảm thấp đây, con A7 nha các bác nhá. Em có, đấy, và rũa Ba uh, khe để liếc dao Cái uh, liếc dao này là 200.000 trên một cái liếc dao này Giết tất cả các loại dao đều được nha các bác Các anh nhé Đấy và tới cái bộ sản phẩm cuối cùng của cái video ngày hôm nay đó là giao nhật. Đây là truyền dịch GG tiếp xúc cho cây này. Tới cái bộ sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay đó là giao nhật. Giao nhật thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác ba loại. Đây giao nhật đây các bác này. Giao nhật con giao nhật này. Con này là 300 nghìn một con. Đấy. Rất nhiều bác đã sử dụng con này. 300 nghìn một con nhé các bác nhé. Giao nhật. Đấy và con... Tay bọc da này. Con lưỡi vằn này là thép liền khối. Giá của nó cũng sẽ là 300.000 đồng cho một con đấy các bác nhé. Dao nhật. Đấy. À, con này là tay bọc da có cả tay trái có cả tay phải. Đấy và tới con dao nhật là con được các bác sử dụng nhiều nhất nữa. Con này gấp được các bác nhé. Con này thép của nó là dòng thép khác biệt. Không có dòng nào giống cái dòng này cả. Đấy thì con này nó đang là 250.000 nghìn cho một con tay đỏ. Con đỏ nha các bác nhé. Mã tám. Mã tám. 250 nghìn trên một con Cực kỳ là chất luôn Đây là các bác này Đấy con này gấp được nhé Tiện lắm ý bởi vì sao em bán được nhiều Có bác bảo nó sắc quá luôn Nếu như các bác làm vườn mà không biết con này thì rất chỉ là tiếc Con này gọi là mã 8 cho em con giao nhật gấp được cho các bác nhé Đặc biệt Và một cái dòng cưa lọng nhật uh, chuẩn ở Đây các bác này đây. đây là dòng cưa lọng nhật này Thì nó đang là 150 nghìn trên một cưa Cưa cực kỳ là sướng luôn các bác ạ 150 nghìn trên một cưa có con cưa để đây đâu có con cưa 400 nghìn đâu Nhỏ xíu thôi các bạn Nhưng con này là 150 nghìn Đấy, Với cái giá đã rất chi là ok 150 nghìn nha các bác nhé 150 nghìn con này Đấy còn con dao là con dao ruga này 300 nghìn cho một con Con dao ghép Đấy và cái bộ còn dao quạt sẹo nhật đây các bác ơi Dao quạt sẹo nhật nha các bác nhá Đây Con này là 200 nghìn cho một con Dao lưỡi thép nhật toàn bộ luôn 200 nghìn cho một con dao quạt dẹo Đấy và kìm chết này Bác nào cần dùng kìm chết, kìm sửa chữa này 150 nghìn cho một con kìm USA Dòng kìm của Mỹ Đấy và với cái bộ dụng cụ ngày hôm nay Thì em đã chi tiết toàn bộ để các bác nhà mình Xem video đã lắm bắt được Ở Quên còn hai sản phẩm nó chưa báo giá à, Kìm cắt dây và cắt cành cây 100 000 đồng một con kìm xanh này các bác nhé 100 000 Đấy và tới con um kìm các dây đỏ mọi em đang khuyến mại thì các bác không biết ở đâu rồi nhỉ? Đã đi đâu cả để vào bộ đục bộ đục 10 cây bộ đục 10 cây nói chi tiết lót để các bác nhà mình xem video biết đây bộ đục 10 cây 10 chi tiết thì em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 350.000 miễn phí ship 10 cây móng doãn thẳng các loại luôn Chéo, có hết các bác mua ngay nhá bộ này rất chi là ít có bởi vì thường bán lẻ là phải 50.000 một cái cơ đây con cưa lọng nhật đây các bác này con cưa nhật nhỏ đây 400.000 nghìn cho một con này Thì các bác hãy so sánh với con trăm rưỡi này xem lựa chọn con nào 400 000 Và con này chỉ có 150 000 thôi Đấy và với cái bộ dụng cụ này thì em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc Kéo cắt cành trên cao kìa Đấy bác nào mà đang quan tâm tới đồ gì hãy liên hệ trực tiếp tới bên vị em Và khi xem được video mà đang quan tâm tới sản phẩm Nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác những dụng cụ tốt nhất nhé. Đây là rũa kim cương này. Dũa kim cương này là 130.000 trên một rũa Chuyên để rũa dao Liếc dao ghép và rũa kéo Đấy và các bác muốn tham khảo thật nhiều dụng cụ về Thuốc trăm cây Dây nhô muốn cây cảnh Hẹn các bác một cái video sau thì em sẽ chi tiết về những cái món đồ đấy nhá Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này Chào và hẹn gặp lại các bác ạ